Câu hỏi đặt ra là vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản trong gia đình và tại các trường học hiện nay đang được triển khai như thế nào? Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình Sống Mới ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, giám đốc trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình Sống Mới ạ. Thưa bác sĩ, hiện cái việc mà những trẻ vị thành niên khi mang thai thì sẽ phải đối mặt với những cái nguy cơ như thế nào ạ? Tuổi vị thành niên là một cái lứa tuổi mà có thể nói rằng chưa có một cái sự hóa phát triển hoàn chỉnh về thể chất cũng như là tinh thần, trí tuệ và cảm xúc. Vì vậy thì những em bé nhỏ tuổi khi mà mang thai ở lứa tuổi này sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe và về vấn đề về tâm lý. Trước hết là về sức khỏe thì những bà mẹ mang thai ở tuổi vị thành niên, tức là cái lứa tuổi từ 10 đến 19 tuổi theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, những bà mẹ trẻ tuổi này sẽ rất dễ mắc các cái bệnh trong quá trình mang thai. Ví dụ như là tiền sản giật, nó sẽ tăng cái nguy cơ sảy thai, tăng nguy cơ đẻ non của những bà mẹ này trong quá trình mang thai. Trong quá trình chuyển dạ thì cũng rất dễ mắc phải những cái tai biến của chuyển dạ như là chảy máu sau sinh hoặc là chấn thương đường sinh dục do cái cơ quan sinh dục nó chưa được phát triển một cách hoàn chỉnh và đầy đủ. Về sau khi sinh thì cũng dễ dẫn đến những cái rối loạn tâm lý nghiêm trọng và đặc biệt là có thể dẫn đến cái trầm cảm sau sinh. Và chúng ta đã thấy hậu quả là có một số những cái bà mẹ sau khi sinh là từ bỏ con, thậm chí là mắc phải cái hiện tượng đó là giết trẻ sơ sinh. Vâng, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì có thường xuyên tiếp nhận những cái trường hợp mà trẻ vị thành niên mang thai và sinh con không ạ? Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúng tôi thì với một cái công suất hàng năm và khoảng 40.000 sản phụ đến sinh tại bệnh viện thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều những cái trường hợp này. Ở cái lứa tuổi vị thành niên từ 10 đến 19 tuổi thì cái lứa tuổi vị thành niên lớn, tức là 17 đến 19 tuổi thì gặp khá nhiều. Hàng năm chúng tôi có thể gặp đến hàng trăm cái trường hợp như thế này. Còn lứa tuổi vị thành niên rất là nhỏ, từ em bé từ 10 đến 12, 13 tuổi thì ít hơn. Và cái trường hợp vừa qua trong tháng 4 thì đấy là một cái trường hợp mà có lẽ rằng là cái bà mẹ vị thành niên đó là ít tuổi nhất mà chúng tôi gặp, tức là chỉ có hơn 12 tuổi một chút mà thôi. Và cũng có những cái trường hợp mà các cháu bị xâm hại tình dục nhưng thực chất lại cũng không biết, là có những cái trường hợp các cháu thì cũng tự nguyện quan hệ từ rất sớm mà gia đình lại không biết. Vậy thì theo bác sĩ đánh giá và qua tiếp xúc tại bệnh viện thì bác sĩ nhận định là đâu là nguyên nhân của những cái trường hợp như vậy ạ? Cái tình trạng mang thai ngoài ý muốn hoặc là thậm chí là theo ý muốn của những cái bà mẹ vị thành niên, chúng ta có thể nói đến hai cái nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy, tức là một số cái trường hợp bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên cái tỷ lệ này chúng ta thường nghĩ là rất là nhiều, nhưng thực ra thì nó lại không phải chiếm một cái tỷ lệ quan trọng ở những cái bà mẹ trẻ này, mà chủ yếu lại là cái sự thiếu nhận thức về việc có thai ngoài ý muốn ở trong cái lứa tuổi trẻ là như vậy. Tại sao lại như thế? Do các cái em bé này, các cái bà mẹ trẻ vị thành niên này chưa có đầy đủ các cái kiến thức về mang thai, về tình dục, về sức khỏe sinh sản nói chung. Bởi vậy thì nhiều khi là mang thai mà không biết. Vâng, sự thiếu kiến thức rồi thiếu cả hiểu biết không chỉ về sức khỏe sinh sản và có khi còn cả cái chính bản thân cái việc mang thai hay là mẹ thì cũng còn, các cháu vẫn còn hiểu biết rất là mông lung đúng không ạ? Theo bác sĩ nghĩ là thì hiện nay cái việc giáo dục về sức khỏe sinh sản được triển khai tại các trường học hay là tại các gia đình thì có lẽ sẽ cần phải tăng cường hơn nữa, như thế nào để mà giúp nâng cao nhận thức hơn nữa của các em học sinh ạ? Chúng ta đã biết rằng cái việc giáo dục sức khỏe sinh sản đã được triển khai trong trường phổ thông của chúng ta từ rất là lâu. Tuy nhiên trong thực hiện thực tế thì chúng ta vẫn còn một số những cái khó khăn vướng mắc nhất định. Cái điều đầu tiên chúng ta có thể nói đến đấy là cái sự thiếu kiến thức không những là của các em học sinh mà của cả những giáo viên, những người truyền đạt cái kiến thức đó đến với các em học sinh. Và cái cách chúng ta tổ chức truyền đạt thế nào cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Đây là một cái vấn đề có thể nói là nhạy cảm đối với xã hội nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng. Chính vì thế cho nên chúng ta thường là có cái tâm lý né tránh, ngại ngần khi mà đưa cái vấn đề này trong cái việc mà giáo dục cho giảng dạy, giáo dục cho các cháu học sinh tại các trường phổ thông. Nhận thức rõ được cái điều đó cho nên chúng tôi là những bác sĩ công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản phối hợp với các cái nhóm các cái trường phổ thông cơ sở, các cái trường phổ thông trung học ở trên địa bàn Hà Nội và một số những cái huyện ngoại thành của Hà Nội để mà các bác sĩ, các cái chuyên gia của bệnh viện sẽ đến tận nơi trò chuyện với các thầy cô giáo, với các cái em học sinh và cung cấp cho họ những cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Vâng,
Ngoài ra thì còn theo bác sĩ nhận thấy là có những cái cách tiếp cận nào nữa hay là những cái đối tượng nào nữa cũng cần tham gia, ví dụ như là gia đình đấy, rồi bạn bè, rồi rất nhiều những người khác nữa trong xã hội, làm sao để mà chúng ta tăng cường hơn nữa cái nhận thức, cái cách phòng ngừa nữa để tránh những cái trường hợp mà rất là đáng tiếc. Chúng ta không thể bỏ quên được cái vai trò của gia đình. Gia đình có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên. Bởi vì ở cái lứa tuổi vị thành niên nó có một cái đặc điểm, khi mà các cái em bé này nó phát triển thì nó có một cái thay đổi về tâm lý và hành vi. Và một trong những cái yếu tố đó, đó là cái tính độc lập của nó. Nó muốn tách ra, trở thành một cái cá nhân độc lập. Và các cái mối liên hệ với gia đình dường như nó không còn khăng khít như cái thời kỳ nó còn nhỏ hơn nữa. Chính vì thế thì cái vai trò của gia đình, đặc biệt người bố, người mẹ, đặc biệt là người mẹ đối với trẻ em gái là cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần phải gần gũi, thấu hiểu được những cái thay đổi về tâm sinh lý và chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân, chia sẻ các cái kiến thức cho con cái một cách thật là thân mật, gần gũi, và làm thế nào để giúp cho các cái cháu bé nó hiểu được các kiến thức này và từ đó nó nhận thức được và thay đổi cái hành vi cũng như là cái cách tiếp cận của nó với cái lĩnh vực này. Vâng, chúng ta cũng cần tạo một cái môi trường an toàn để các con cũng cảm thấy được yên tâm, được lắng nghe để mà sẵn sàng chia sẻ. Vâng ạ. Chủ đề này thì cũng có rất nhiều các câu hỏi của khán giả đã gửi về cho Sống Mới ạ. Chúng tôi xin được gửi tới bác sĩ. Câu hỏi đó là xin hỏi bác sĩ, nếu trẻ 15 tuổi mang thai và đình chỉ thai thì có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này hay không ạ? Dạ. Đây là một câu hỏi mà có lẽ rằng không những là cho chúng tôi mà đây là một câu hỏi cho cả gia đình và cho cả xã hội. Một em bé 15 tuổi, chúng ta biết là trong lứa tuổi vị thành niên, thì khi mà mang thai dẫn đến rất nhiều hệ lụy cho bà mẹ và cho em bé, như chúng tôi đã trình bày, và cho thai nhi sau này nó sẽ trở thành em bé sơ sinh đó. Bà mẹ thì rất dễ mắc các cái bệnh trong thời kỳ mang thai, tiền sản giật, tiểu đường, chảy máu sau sinh, rồi sang chấn đường sinh dục, những cái rối loạn tâm lý của bà mẹ này sau khi mang thai. Và nếu xét về tương lai lâu dài thì nó còn là mất đi cơ hội của em bé gái này trong cái việc mà thích nghi và phát triển trong môi trường xã hội. Em là mẹ quá là trẻ tuổi, vì vậy thì sẽ không còn mất đi cái cơ hội học hành, cái cơ hội công việc phát triển cùng với các cái bạn cùng trang lứa. Đối với đứa trẻ sơ sinh thì em bé này thường là nó sẽ chậm phát triển ở trong tử cung, thường hay dễ bị đẻ non hơn so với những cái bà mẹ ở cái lứa tuổi mang thai phù hợp. Chính vì thế thì nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng. Nói riêng về sức khỏe sinh sản thì những cái trường hợp này mai sau, nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt cái quá trình sinh nở lần này thì nó có thể ảnh hưởng làm giảm cái khả năng sinh sản của em bé, của cái bà mẹ này, chúng ta tạm gọi là vị thành niên đó, và giảm khả năng sinh sản và tăng cái tai biến sản khoa trong những lần mang thai sau. Vâng. Một câu hỏi nữa của khán giả, có nên hướng dẫn các biện pháp phòng tránh thai cho trẻ vị thành niên hay không ạ, thưa bác sĩ ạ? Không những là chúng ta nên hướng dẫn mà đây là một việc mà chúng ta cần phải làm. Trẻ vị thành niên chưa có hiểu biết về sức khỏe sinh sản, và đặc biệt chúng ta gọi là tình dục an toàn, thì các em các hiểu biết của nó thực sự là chưa có hoàn chỉnh. Chính vì thế thì chúng ta cần phải cung cấp các cái kiến thức về sức khỏe sinh sản nói chung, trong đó đặc biệt là các cái biện pháp tránh thai, cách thực hiện các cái biện pháp tránh thai ra sao, cũng như là các cái phương pháp tình dục an toàn như thế nào cho các lứa tuổi này. Vâng ạ. Qua những cái trường hợp mà các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận và trong thời gian vừa qua ấy, thì bác sĩ cũng nhận thấy là trong những cái trường hợp, tức là còn cả cái hỗ trợ về tâm lý như thế nào, ví dụ có thể vào những cái thời điểm khi mà các em phải nhập viện như vậy ấy, thì tất nhiên cái câu chuyện về sức khỏe sinh sản nó rất là quan trọng rồi, nhưng cả những cái vấn đề tâm lý trong giai đoạn mang thai và sau khi mà các sản phụ còn rất là nhỏ tuổi như vậy sinh con, thì không biết là từ phía bệnh viện cũng có triển khai những cái giải pháp hỗ trợ gì về mặt tâm lý cho gia đình rồi cho chính các em đó hay không? Đa phần các cái thai phụ vị thành niên đến với chúng tôi, một điều rất đáng tiếc là các em không có đi thai nghén, bởi vì là thậm chí không biết có thai, hoặc biết có thai thì giấu bố mẹ. Cho nên cái quá trình mà mang thai là chúng tôi rất khó tiếp cận để cung cấp được các cái biện pháp này. Tuy nhiên thì nếu đã đến bệnh viện chúng tôi khám thai hay là trong quá trình chuyển dạ, thì bao giờ chúng tôi cũng có những cái biện pháp hỗ trợ, mà hai cái thành phần chủ yếu trong bệnh viện cung cấp các cái giải pháp hỗ trợ này, đấy là các cán bộ điều dưỡng và các cán bộ của phòng công tác xã hội. Họ sẽ cung cấp những cái giải pháp hỗ trợ về tâm lý không những là cho thai phụ mà cho cả cái gia đình, thậm chí là một cái ông bố của cái em bé ở trong bụng nếu như mà chúng tôi tiếp cận được.
Rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Cảnh Trường đã tới với chương trình Sống Mới để có những cái thông tin và cả những cái phân tích rất là thấu đáo để chúng ta cùng nhau hãy nâng cao nhận thức hơn nữa về cái giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, và đặc biệt là những cái giải pháp phòng ngừa, và làm sao hãy cùng nhau tạo lập một cái môi trường an toàn để cho trẻ cũng sẵn sàng chia sẻ. Rất là cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn.